Ừ. Đây là em cho cái phần xem phần nội thất nha. Này em chưa dọn này, em chỉ sơ để dễ nhìn thôi. Chưa dọn. Con này là 028 nha. 028 43cc. Đấy. Thì sau đây thì em sẽ lắp lắp cái áo nó vô nha. Để cho cái đầu nó đủ đồ. Rồi, chào cô chú anh chị nha. Thì trong con máy này em có một cái đầu máy Atin 028 AVEQ 43cc nha. Đó, nặng 5,6 kg. Thì hiện tại là nó có đầu máy, thì con này em có xịt sơ, em có mở chụp giật áo này để em xịt sơ này, cho nó dễ nhìn. Đó, thì lọc gió còn này. Đó, chế đầy đủ này. Đó, lọc máy thì tuyệt đẹp chưa. Đó, đầu tiên là cái chụp giật này em cũng chưa vệ sinh kỹ nha. Thì kiểu như kéo ra thì nó không có trả lại á. Thì mình về mình kiếm cái chó giật thì còn ok hết nha. Mấy con này là xài cho sắt nên nó rất là bền, nó không có hư. Về kiểm tra cái lò xo giúp em. Đó là xo. Đó. Ngoại hình thì tính ra con này thì nó rất là mới. Thì chỗ này thì gọi là kiểu như để lâu cái lớp sơn á, nó tự bong xong rồi em xịt nước á. Em xịt nước cái nó bong một mảng chỗ này. Đó. Rất là còn nó đẹp. Đó. Cái lóc này mọi người. Lóc máy rất là ngon nha. Đó. Con này thì em đã mở bô kiểm tra rồi, bít tông rất là đẹp nha. Đó. Máy thì hơi lửa ok nha. Ốc lam thì con ốc nó một ốc lam nha mọi người. Mọi người muốn xài hai, tại vì cái này ấy, bản chất con này ấy, là nó dùng tăng chỉnh lam xích ấy. Tăng lam xích, giảm lam xích là bằng con ốc này. Còn nếu mà mọi người không muốn ấy, thì mọi người thay con ốc này bằng cái con ốc trăng lam như thế này để mọi người làm hai ốc lam thôi. Đó. Còn bản chất của nó là còn một ốc lam nha. Đó. Bản chất của nó là một ốc lam, còn muốn mình thay cái ốc khác thành hai cái thì con ốc Austin này thì em sẽ gắn vô cho nha. Đó. Chuông được con nha. Đó, chuông được con đấy. Thì cái đầu này em bao hơi lửa cho mọi người nha. Đó. Tại vì dây giật con này tiếng sáng, tiếng sáng rồi, tại vì nó không có trả lại nên là em không có giật ra làm gì, giật ra nó dây nó lòng thòng lòng theo. Về anh em kiểm tra cái lò xo, cùng lắm thì mình thay cái lò xo mới, lò xo mới phát cỏ cũng được nha, không có vấn đề gì. Rồi cái này là bình xăng, là bình xăng nhôm nha. Đó. Nên là giá thành nó có rẻ hơn tí so với bình xăng nhựa. Con này dùng thì rất là ngon, mình cắt keo rồi cũng rất là ngon. Thì cái đầu này em sẽ để cho mọi người 3 triệu nha. Cái đầu này em xả cho mọi người 3 triệu bao hơi. Máy đã mở bô kiểm tra rồi nha. Đó. Bê tông rất đẹp. Đó. 3 triệu con này nha mọi người. Đó. Kho xích. Đầu máy này 3 triệu nha. Anh chị cô chú nào có nhu cầu thì liên hệ. Tại vì 028 mọi người biết rồi. Nói chung giờ cái giá thì nói chung cũng mình nhập lô thì nó cũng phải tùy lô, lô đẹp lô xấu hoặc là lô thế này thế kia. Giá nó cũng gần 4 triệu tới 4 triệu một lô. Lộn xộn nha. Chứ không có rẻ. Rồi cái đầu này em để cho 3 triệu thôi, không bao ship, cái chất máy còn rất là tốt. Dùng khá là ngon. 3 triệu cái đầu này nha mọi người, bao hơi. Đó. Máy có lửa rồi hết nha, thử có lửa hết rồi. Và anh em dọn máy là chưa dọn nha.